khai trương đại lý phân phối gỗ nội thất Việt Phú Thịnh. Công ty cổ phần gỗ An Cường đã chính thức khai trương đại lý phân phối gỗ nội thất tại địa chỉ 218A, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Việt Phú Thịnh là đại lý cửa hàng trưng bày thứ 3 tại khu vực miền Trung từ Phú Yên đến Quảng Bình và thứ 27 của gỗ An Cường trên toàn quốc. Việc ra mắt đại lý phân phối Việt Phú Thịnh tại thị trường Quảng Ngãi giúp đa dạng sản phẩm gỗ nội thất để người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc làm đẹp ngôi nhà của mình. Đại lý phân phối gỗ nội thất Việt Phú Thịnh là nơi trưng bày giới thiệu cung cấp các sản phẩm gỗ nội thất An Cường với mẫu mã đa dạng hiện đại, sang trọng, nhiều màu sắc, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như giá cả được An Cường công bố. Những sản phẩm này đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và Malaysia. Công ty cổ phần gỗ An Cường là nhà sản xuất cung cấp vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp tại Việt Nam và khu vực từ năm 1994. Trải qua gần 30 năm hoạt động, gỗ An Cường có bộ sưu tập đến 1.300 màu gỗ các loại từ vân gỗ, giả đá, giả da, giả vải, xi măng, gạch, bê tông. Các dòng vật liệu từ gỗ công nghiệp của An Cường và các phụ phẩm được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế và trang trí nội thất hiện đại cho nhà ở, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện, siêu thị, nội thất văn phòng, trần, vách, cửa đi, ván sàn. Thị trường Quảng Ngãi là một cái thị trường chúng tôi cảm thấy rất là tiềm năng. Rồi hiện nay là thị trường gỗ công nghiệp là đang mới bắt đầu. Thì hiện nay thì chúng tôi mở một cái showroom đại lý Việt Phú Thịnh ở đây nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Đó. Thì ở đây thì chúng tôi đã sẽ triển khai là tư vấn cho các kiến trúc sư, các đơn vị thi công thiết kế tại thị trường, giúp cho họ có nhiều sự lựa chọn hơn về mẫu mã, về đa dạng về sản phẩm, giúp cho cái thị trường gỗ công nghiệp ở đây được hoàn thiện và thẩm mỹ hơn. Việt Phú Thịnh tại địa chỉ 218A, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi là đại lý phân phối gỗ An Cường độc quyền tại thị trường Quảng Ngãi và Quảng Nam. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm gỗ nội thất chất lượng, mẫu mã đa dạng, thì đây cũng sẽ là địa chỉ để khách hàng có thể đến để được tư vấn, hướng dẫn thiết kế nội thất cho ngôi nhà thân yêu của mình, đẹp và sang trọng.